Tôi tên là Huỳnh Duy. Em tên là Mỹ Ngọc. Em tên là Thành Đặng. Tôi tên là Mỹ Hiến, là người Mỹ. Tôi tên là Yuna. Tôi là người Hàn Quốc. Mỗi người một quốc tịch, một nền văn hóa riêng biệt, nhưng tất cả đều được gắn kết bằng tình yêu với tiếng Việt. Những trái tim đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm của những người con xa xứ gìn giữ tiếng Việt, gắn kết cộng đồng. Thưa quý vị, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt luôn là mối quan tâm của nhiều gia đình Việt Nam. Với những thế hệ người Việt thứ ba, thứ tư tại Mỹ, học tiếng Việt không chỉ để biết thêm một ngôn ngữ mà còn là để đến gần hơn với quê hương nguồn cội. Thấu hiểu điều đó, chương trình tiếng Việt tại trường UMass Boston, Đại học Massachusetts đã được thành lập bằng tâm huyết của nhiều bà con Việt Nam tại Boston và cả những người Mỹ có cảm tình với Việt Nam. Trong đó có đóng góp quan trọng của thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, người trực tiếp giảng dạy tiếng Việt tại đây. Với niềm nhiệt huyết và cách truyền tải phong phú, hấp dẫn của chị Minh Phương, chương trình tiếng Việt đã thu hút được nhiều sinh viên gốc Việt, người nước ngoài theo học. Mời quý vị đến với câu chuyện về chị Minh Phương và hành trình hơn 10 năm giữ lửa cho tiếng Việt trên đất Mỹ ngay sau đây. Tôi tên là Ái Văn, tôi 19 tuổi, tôi đi học ở trường UMass Boston. Tôi sinh ra ở Falmouth, thành phố Falmouth. Falmouth là một tiếng rưỡi xuống Boston. Đi thăm Việt Nam, tôi thấy nó rất vui. Người ta nhìn nhắm tôi, người ta nói đến chuyện nhắm tôi. Tôi học tiếng Việt tại em muốn viết và đọc tiếng Việt cho em nói chuyện dễ hơn với mẹ ba. Em muốn viết ở trên tiếng Việt cho mẹ ba thấy được. Tôi muốn like keep a culture. Sinh ra, lớn lên tại Mỹ và ít có cơ hội về Việt Nam. Quê hương với cô gái Ái Vân là những câu chuyện của bố mẹ, là những thông tin trên Internet. Học tiếng Việt với Ái Vân lại càng là một thử thách bởi cô ít có không gian giao tiếp bằng tiếng Việt. Những câu chuyện hàng ngày với ba mẹ bằng tiếng Việt chưa đủ để cô có thể đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Mặc dù vậy, cô luôn có mong muốn được tìm hiểu về cội nguồn và học tiếng Việt. Mong muốn của Ái Vân cũng chính là sự trăn trở lớn của bố mẹ cô. Làm sao để con sống trên đất Mỹ nhưng vẫn ý thức được nguồn cội, vẫn yêu và gìn giữ văn hóa quê hương. Qua đây thì lúc đó ít người Việt, trên cũng nói tiếng Anh nhiều hơn, nhưng mà từ khi mà có gia đình, có con cái thì mình cảm thấy là mình muốn con mình nó giữ cái gốc tiếng Việt. Thế thì mình thấy mình rất là vui, tại vì con mình nó muốn trao dồi thêm cái kinh nghiệm tiếng Việt của nó thì nó cần phải đến trường học. Mặc dù phải lái xe khá xa để đến học tại UMass Boston, nhưng Ái Vân vẫn quyết tâm theo học ngôi trường này. Lý do đặc biệt hơn cả là ở đây có chương trình tiếng Việt. Em thấy rất là khó tại ở trên thành phố của em không có nhiều người Việt. Em thích học tiếng Việt. Em thích học cho em biết viết và đọc tiếng Việt. Có nhiều sinh viên bằng tuổi em á. Em thấy nó vui hơn, tại giống như mình nói chuyện chung nhau ở trên tiếng Anh hay là tiếng Việt, mình cũng hiểu nhau. Nó rất là thích. Nó nói mẹ học vui lắm. Rồi cô giáo của con nói chuyện cũng vui. Rồi thấy
Yeah, tốt, con cứ học đi rồi con biết tiếng Việt nhiều hơn. Chương trình học tiếng Việt thuộc khoa ngôn ngữ học đương đại, văn hóa và văn học, trường Đại học UMass Boston. Hiện lớp có 24 sinh viên, bao gồm sinh viên Mỹ gốc Việt, sinh viên quốc tế và một số sinh viên Việt Nam. Những sinh viên gốc Việt như Ái Vân được gọi với cái tên Legacy Students. Đây là những sinh viên mang dòng máu Việt Nam nhưng lại sinh ra, lớn lên tại Mỹ, chịu ảnh hưởng của văn hóa, ngôn ngữ Tây phương. Truyền dạy tiếng Việt cho thế hệ Legacy Student chính là để họ gìn giữ được bản sắc riêng của dân tộc tại Mỹ. Thế thì ở cái trường này nó có một cái trung tâm nữa nghiên cứu và giảng dạy về châu Á học, tức là nghiên cứu về người Mỹ gốc Á. Thì ông giám đốc của chương trình này là tiến sĩ Peter Kang, là ông cũng rất muốn giúp cho là sinh viên Việt Nam gọi là Legacy Students có thể là học tiếng Việt để mà giữ gìn được cái văn hóa Việt. Nắm được nhu cầu học tiếng Việt của nhiều sinh viên gốc Việt tại Massachusetts, ông Peter Kang, giám đốc trung tâm nghiên cứu người Mỹ gốc Việt ở UMass, cùng với viện William Joyner đã lên kế hoạch thành lập một chương trình tiếng Việt tại đây. Ông Nguyễn Bá Trung là một trong những người Việt đầu tiên gắn bó với hoạt động của viện William Joyner và chương trình tiếng Việt tại UMass Boston. Với hai quốc gia vừa bước ra từ cuộc chiến và từng là cựu thù, văn hóa được chọn là cây cầu đầu tiên để mở con đường hữu nghị. Sau những hoạt động giao lưu giữa các cựu chiến binh, nhà văn Việt-Mỹ, thì chương trình tiếng Việt được lựa chọn trở thành điểm nhấn trong hành trình này. Thành ra là khi mà có Minh Phương tới học ở UMass rồi đó, thì mình nghĩ ra cái chuyện lập một cái chương trình dạy tiếng Việt. Vì ở đó có khoảng tới 200 sinh viên Việt Nam ở hải ngoại này học ở đó. Và các em đó thì nói tiếng Việt thì nhiều người nói cũng không có chuẩn lắm, hoặc là nói được nhưng mà không viết được. Kevin đứng ra tổ chức mấy cái cuộc thảo luận, trong đó thì mời Peter Kang, mời Ngô Như Bình, mời Minh Phương tới tham dự và quyết định đi đến chương trình, lập cái chương trình tiếng Việt. Chương trình tiếng Việt được chính thức giảng dạy vào năm 2008. Chị Minh Phương là giảng viên gắn bó với chương trình này từ những ngày đầu tiên. Trước đây, chị Phương từng là giảng viên tiếng Anh và tiếng Nga của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chị Phương nhận học bổng Fulbright, học chương trình thạc sĩ tại Boston, sau đó là nghiên cứu sinh, tiến sĩ tại đây. Khi ý tưởng thành lập chương trình dạy tiếng Việt tại UMass Boston bắt đầu được khởi xướng, chị Minh Phương đã trở thành giảng viên đầu tiên của chương trình. Thế những ngày đầu tiên thì có thể nói là mặc dù tôi có học ngành chuyên về ngôn ngữ tiếng Việt, về lý luận ngôn ngữ ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và đương nhiên tôi nói tiếng Việt rất giỏi. Nhưng mà để mà dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, để mà đặt cái vị trí của sinh viên với những cái khó khăn của sinh viên như thế nào, thì thời điểm đấy quả thật là rất khó đối với tôi. Một trong những khó khăn lớn đó chính là sự khác biệt về trình độ của học viên tham gia chương trình. Những sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn thường chưa biết một chút gì về chữ viết và phát âm. Còn những thanh niên gốc Việt mặc dù có thể nói được tùy từng mức độ nhưng lại không biết viết, biết đọc. Chính vì vậy, một tiết học gần 1 giờ đồng hồ, chị Minh Phương phải có những phương pháp riêng phù hợp với từng sinh viên. Thì mình vào lớp mình phải làm thế nào, mình làm cho nó hài hòa trong lớp để làm cho sinh viên họ không cảm thấy sợ hãi. Những cái bạn nào mà đã biết rồi họ nói ào ào lên thì những người mà mới học họ rất là ngại. Cho nên về mặt khó khăn đối với tôi là tôi phải làm sao mà gọi là trấn an tinh thần của những sinh viên thực sự mới bắt đầu vào học. Không thích ăn cơm. Trà sữa. Trà sữa.
không những cần sự kiên nhẫn mà còn cần có một phương pháp phù hợp cho các em. Tôi thích đi chơi với bạn. Phương pháp lặp đi lặp lại hiển thị lên trên màn hình, trên bảng về cấu trúc của câu. Và sự tương tác chính là yếu tố then chốt trong mỗi tiết học tiếng Việt tại đây. Em thích cô giáo ghi đồ ở trên bảng rồi, với lại em thích cái cô giáo lúc mà cô giáo hỏi lớp đồ để mà nhiều người học sinh participate đó. Giống như lớp không có chán, tại giống như không phải là cô Phương nói chuyện không mà mình cũng nói chuyện luôn. Em là bây giờ là em đọc với viết lại được rồi. Mà hồi mà 10 năm sau là em viết mà đọc không được. Em thấy là cô Phương dạy em nói được tiếng Việt giống như bình thường vậy. Có lẽ ít ai ngờ rằng cô gái Mỹ này lại có một cái tên Việt Nam rất đẹp, Mỹ Hiền. Mặc dù mới theo học chương trình tiếng Việt được hơn 2 tháng, song Mỹ Hiền đã nắm bắt khá nhanh cách viết tiếng Việt. Mặc dù vậy, tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, số lượng nguyên âm, phụ âm tương đối nhiều, đặc biệt là hệ thống thanh điệu tạo nên đặc trưng riêng. Do đó, những sinh viên nước ngoài như Mỹ Hiền thường gặp nhiều khó khăn trong việc phát âm. Để giúp học viên phát âm chuẩn hơn, chị Minh Phương đã sử dụng những dấu hiệu thể hiện các thanh âm và tăng cường thực hành giữa các học viên trong lớp, tạo hứng thú cho sinh viên khi nói tiếng Việt. Ok, make sure one more time. Bài này khó lắm phải không? Some of the sounds, the tonin marks, some are harder than others. So for the tonin marks, she would write on the board the way that the tonin mark went, and that helped me visualize. And we also practice a lot, so if one of us says it wrong, we all say it together. The way she teaches us is, I really like it because like she helps, especially like even though I'm foreigner, I'm not Vietnamese, she really helps me a lot to learn because I think she knows that it is difficult for foreigners to learn, so I think she pays more like attention to me or care. I like that there are practical applications to, like, I've learned a lot of languages and a lot of the times they give rather strange examples. Ms. Phuong definitely teaches it in a very easy to learn way, but also in a very practical way. Những khó khăn trong hành trình chinh phục tiếng Việt của những sinh viên này cũng chính là những thử thách dành cho giảng viên Minh Phương. Ngoài những tiết dạy trên lớp, những cuộc gặp gỡ như thế này cũng là dịp để chị Phương trao đổi, giải đáp những thắc mắc của sinh viên về các bài học và cả những góp ý về phương pháp giảng dạy. Với tâm niệm dạy ngôn ngữ không thể nào tách rời khỏi văn hóa, những câu chuyện của cô giáo Minh Phương về âm nhạc, phong tục của người Việt đã làm cho các em hiểu thêm về văn hóa truyền thống của Việt Nam. She's very patient and friendly, so if I have questions, I'll just ask her, and she corrects my homework a lot, so I really appreciate it. Hiện học liệu để dạy tiếng Việt tại UMass Boston do chị Minh Phương tự biên soạn. Giáo trình được chị lựa chọn để dạy được chọn lọc từ các tuyển tập tiếng Việt cơ sở của tác giả Nguyễn Việt Hương và tuyển tập tiếng Việt của giáo sư Ngô Như Bình. Bên cạnh đó, chị Minh Phương còn sử dụng một phần mềm khá phổ biến tại Mỹ là Blackboard để trao đổi với sinh viên. Thông qua Blackboard, học viên luôn nắm được thông tin, cập nhật và duy trì kết nối với giáo viên. Thời gian và sự tâm huyết của chị đã tạo nên sức sống bền bỉ cho chương trình tiếng Việt hơn 10 năm nay. Các em sinh viên rất ủng hộ, tức là dạy cũng rất giỏi. Anh chị em sinh viên rất ủng hộ và cái chương trình dạy tiếng Việt vẫn tiếp tục. Khu văn phòng của giảng viên khoa ngôn ngữ học đương đại, văn hóa và văn học UMass Boston.
góc Việt Nam nổi bật với những bức tranh đồng hồ, những địa điểm du Yêu thích bộ môn lịch sử và từng học chuyên ngành Hoa Kỳ học, chị Minh Phương có nhiều thời gian nghiên cứu về nước Mỹ thông qua văn hóa lịch sử và lối tiếp cận dân tộc học. Mỗi bước chân tại thành phố Boston đều gắn với lịch sử. Đó cũng chính là lý do mà chị Minh Phương yêu thích việc dạo quanh những địa điểm lịch sử của thành phố này, đặc biệt hơn cả là những nơi có dấu ấn của hai nước Mỹ và Việt Nam. Tôi là người được học về chuyên ngành Hoa Kỳ học nên tôi biết những địa danh. Thì ở Boston này là hay tiểu bang Massachusetts này là cái nôi của cách mạng Mỹ. Vì thế cho nên là những cái đi mỗi một bước chân, mỗi một trên đường phố Boston, rồi đi lên một chút lên trên phía bắc một chút là thành phố Lexington là nơi nổ ra cách mạng Mỹ. Thế cho nên đi mỗi một bước chân, đi mỗi một con đường, đi đâu cũng thấy dấu ấn của lịch sử. Chúng tôi gặp chị Minh Phương tại đường School, nơi có một địa điểm đặc biệt mà chị Minh Phương luôn muốn chia sẻ với những vị khách đến với Boston, đặc biệt là những người đồng hương Việt Nam. Khách sạn Omni Park House, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, đã từng là người thợ làm bánh trong những năm tháng đầu tiên khởi đầu cuộc hành trình tìm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Dàn bếp nhỏ dưới tầng hầm Omni Park House. Những nhân viên tại đây thường làm bánh vào buổi sáng. Chính vì vậy mà chúng tôi có nhiều thời gian hơn để được lắng nghe những câu chuyện về Bác. Được tận mắt chứng kiến chiếc bàn đặc biệt gắn với vị anh hùng dân tộc. Sinh sống tại Mỹ đã nhiều năm, cũng từng cùng với nhiều đoàn khách Việt đến thăm Omni Park House. Nhưng mỗi lần đặt chân đến đây, với chị Minh Phương, dường như lại là một lần được trở về gần hơn với Việt Nam, được chia sẻ tình cảm, nỗi nhớ của mình dành cho quê hương. Hai nước vì mình và người Việt, mình lại sống ở đây, cho nên là mình thấy rằng những cái kỷ vật đấy được giữ gìn hơn 100 năm và người ta vẫn lưu giữ như bây giờ. Nói thật là cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất là xúc động, tại vì đấy là một phần của đất nước mình, một phần của lịch sử. Chiếc bánh này chính là một trong số những loại bánh mà Bác Hồ từng làm xưa kia tại Omni Park House. Hồ Chủ tịch đã đóng góp cho danh tiếng của khách sạn, làm ra những chiếc bánh kem Boston Cream Pies và Lemon Meringue Pies. Những loại bánh này đến nay không chỉ được lưu giữ, phục vụ tại Omni Park House mà còn được vào danh sách món tráng miệng đặc sắc chính thức tại các cuộc tiếp tân của bang Massachusetts, thiết đãi khách quý trong nước và nước ngoài. Những nhân viên của Omni Park đều sẵn sàng dành thời gian tiếp đón những người Việt hay du khách bốn phương muốn tham quan chiếc bàn đá lịch sử này. We want to keep it too for the legacy and the history of it. So something that we want to keep just to preserve the hotel. So we have a lot of Vietnam delegations and a lot of people from around the world just come to see the Ho Chi Minh table. So it's fun for us to be able to share it with them as well. Tụ của nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, chứng kiến nhiều cuộc hội đàm, cuộc gặp gỡ tay đôi của các chính trị gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chính tại nơi đây, dòng họ John Kennedy đã đặt đại bản doanh để mở cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào những năm
khi được biết là Bác Hồ được sánh ngang cùng với các tên tuổi lịch sử của nước Mỹ và các nguyên thủ gia khác, thì mỗi khi các bạn sinh viên khác từ các thành phố khác đến đây, thì đây cũng là một trong những nơi đầu tiên mà em dẫn các bạn đến đây. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua 4 châu lục và gần 30 quốc gia. Nhiều chuyên gia cho rằng, cũng trong thời gian sinh sống tại Boston, Hồ Chủ tịch còn theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Thời gian sống và làm việc ở Hoa Kỳ là thời điểm mà Bác Hồ đã nghiên cứu lịch sử, tính cách, cũng như các phong tục tập quán, truyền thống văn hóa các dân tộc và cộng đồng nước Mỹ. Những kỷ vật lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi này không chỉ để lưu giữ một phần của lịch sử, mà còn chính là sợi dây kết nối quá khứ và tương lai, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ. Thì đấy là một cái địa danh mà tôi cho rằng nó gắn kết giữa hai quốc gia. Từ những cái năm mà chúng ta chưa phải là cựu thù. Đấy. Và ngày nay thì sau những cái thời kỳ bình thường hóa quan hệ Việt Nam cũng như và Mỹ, thì cái đấy là một cái điểm di tích mà rất nhiều người muốn tới. Mỗi bước chân tại thành phố Boston đều gắn với lịch sử. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến chị Minh Phương gắn bó hơn với mảnh đất này. Theo chân chị, chúng tôi đến với Freedom Trails, con đường tự do với chiều dài 4 km, là con đường theo dấu hành trình tìm đến tự do của nước Mỹ từ số phận là một thuộc địa của Vương quốc Anh. Con đường này dẫn qua 16 di tích quan trọng nhất của thành phố. Đi dọc theo con đường tự do, những dấu ấn của lịch sử Mỹ được in dấu từ viên gạch, từ mái nhà, từ ngọn tháp canh. Nhìn lên trời cũng là dấu ấn lịch sử, nhìn dưới đất từng viên gạch và con đường Freedom Trail là con đường tự do cũng là dấu ấn lịch sử. Hàng năm có hơn 3,2 triệu người từ khắp nơi trên thế giới tìm đến con đường tự do Freedom Trails ở Boston và rảo bước theo dải gạch đỏ nối các con đường để lắng nghe các câu chuyện về lịch sử cách mạng Mỹ. Ý tưởng thú vị này khởi phát từ một nhà báo địa phương vào những năm 1950 và ra đời 8 năm sau đó. Những viên gạch đỏ dẫn du khách đi qua các di tích lịch sử quan trọng của thành phố, nối dài từ công viên Boston Common đến đài tưởng niệm trên đồi Bunker, nơi diễn ra trận đánh lớn đẫm máu đầu tiên trong lịch sử của cách mạng Mỹ chống lại đế quốc Anh. Dừng chân tại công viên Boston Common, ít ai biết rằng công viên nằm ngay cạnh tòa thị chính bang Massachusetts này trước đây từng diễn ra nhiều cuộc biểu tình trong phong trào nữ quyền, đòi điều kiện sống, làm việc tốt hơn và cả những cuộc biểu tình chống lại sự can thiệp của Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam. Những bước chân của lịch sử đã qua, để lại nơi này sự yên bình, tĩnh lặng vốn có của một thành phố cổ kính. Và cũng chính từ nơi đây, những người Việt không chỉ tạo nên dấu ấn riêng của một Việt Nam kiên cường, giàu truyền thống văn hóa, mà còn đang từng ngày nối dài cây cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ. Là trung tâm của nền giáo dục hàng đầu thế giới, Boston có hơn 54 trường cao đẳng và đại học với khoảng 250.000 sinh viên đang theo học. Trong đó có trường đại học danh tiếng Harvard. Hệ thống thư viện của Đại học Harvard bao gồm hơn 80 thư viện riêng lẻ, chứa hơn 15 triệu tài liệu. Và đặc biệt tại Thư viện Harvard, Yang Ching, nơi nổi tiếng với nhiều bộ sưu tập tài liệu ngôn ngữ Đông Á lớn nhất, hiện vẫn đang lưu giữ hơn 33.000 cuốn sách Việt.
Mời quý vị cùng đến với địa điểm đặc biệt này ngay sau đây. Phòng bảo quản sách quý, Viện Harvard Yenching. Cuốn sách phép giảng 8 ngày của Alexandra de Roos, còn gọi là Cha Đắc Lộ. Đây là cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, được xuất bản tại Rome năm 1651. Bên cạnh bản này, hiện chỉ còn một bản đang được lưu giữ tại nhà thờ Măng Lăng, Phú Yên. Cuốn sách phép giảng 8 ngày là một trong số hàng nghìn cuốn sách Việt hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Harvard Yenching, Đại học Harvard. Khu sách Việt tại đây được thành lập vào năm 1965. Người đầu tiên phụ trách là giáo sư tiến sĩ Hồ Huệ Tâm. Từ năm 1974, bà Phan Thị Ngọc Trấn là người tiếp quản thư mục sách Việt tại Harvard Yenching. Rất là xúc động, đó là đang còn đi học. Lúc tôi đang còn học cao học, cho nên là không có làm nhiều lắm đâu. Đã sau bao nhiêu năm làm ở đây rồi thì là bắt đầu học về thêm về ngành thư viện. Thư viện Harvard Yenching là nơi tập trung các bộ sưu tập sách liên quan đến Đông Á của hệ thống Thư viện Đại học Harvard. Bộ sưu tập sách tiếng Việt của Thư viện Harvard Yenching tập trung vào các ngành khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là sách lịch sử, văn học như An Nam Chí Lược, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bên cạnh đó, bộ sưu tập sách văn học của Việt Nam còn bao gồm tuyển chọn các tác phẩm từ mọi thể loại như thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn và phê bình văn học. Nhiều tờ báo và tạp chí tiếng Việt từ những năm 1920 và 1930 cũng được lưu giữ tại đây. Đây là những tư liệu quý, hữu ích với nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh tại Harvard tìm hiểu về Việt Nam. Những sinh viên mà viết luận án người ta sẽ đã vào vẫn dùng cái thư viện. Ở đây thư viện nó có cái gọi là intern library loan, tức là thư viện nọ mượn qua thư viện kia, thì là những sinh viên hay là học giả mà từ những các trường khác mà họ cần đó, mà họ biết là ở Harvard có, thì họ có thể mượn qua cái trường của họ. Ghé thăm Thư viện Harvard Yenching, món quà đặc biệt mà chị Minh Phương mang theo chính là tuyển tập kịch Vũ Đình Long, nhà viết kịch tài năng của Việt Nam với vở kịch nổi tiếng Chén Thúc Độc, đăng trên tạp chí Hữu Thanh vào tháng 9 năm 1921. Đây được coi là tác phẩm đầu tiên của văn học kịch Việt Nam, tạo nên một cuộc cách tân đối với nền sân khấu dân tộc khi đưa kịch nói Việt Nam lên sàn diễn. Bên cạnh đó, bà Phan Thị Ngọc Trấn đã và đang nỗ lực kết nối với các thư viện trong nước để tiếp tục huy động thêm nguồn sách Việt tại đây. Là tại vì Trấn rất là thích, là tại vì Trấn coi nó như là đứa con của mình, cho nên là làm những cái gì mình làm được cho cái sách tiếng Việt ở đây, tức là mua thêm những sách quý và tìm những cái nguồn nào mà mình có thể ở bên Việt Nam có thể cung cấp cho mình được. Những cuốn sách chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Những cuốn sách chứa đựng cả tình cảm của những người con xa xứ với tâm niệm gìn giữ những di sản tri thức của người Việt. Sách Việt tại Harvard Yenching đã góp phần mang đến với thế giới một cái nhìn cụ thể và khách quan hơn về lịch sử và sự phát triển của văn hóa Việt Nam qua từng thời kỳ. Và cũng chính ở nơi này, tri thức Việt đang hòa nhập nhanh chóng với dòng chảy của nhân loại. Những hành trình không ngừng nghỉ để gìn giữ, phát huy văn hóa Việt, những di sản tri thức được bồi đắp bằng tâm huyết của những người Việt xa xứ, hay sự trân trọng kết nối những giá trị nhân văn giữa hai quốc gia Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ là những dấu ấn đặc biệt về một Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, yêu trụng hòa bình trước thế giới. Chương trình Người Việt bốn phương của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.